Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Và đến hẹn lại lên thì Nhật An sẽ dẫn quý vị chúng ta sẽ đến thăm những công trình thật đẹp do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Hiện tại Nhật An có mặt tại trường nước Long An và chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm công trình của nhà anh Ngô Văn Xe là một khách hàng của Mắt Hôn. Và nhân dịp năm mới sắp đến thì Nhật An kính chúc quý vị chúng ta sẽ có một năm thật bình yên, thật hạnh phúc và thể thật nhiều sức khỏe bên cạnh gia đình của mình nhé. Và có lẽ là không chần chờ gì nữa, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau nhanh chóng tiến gần hơn đến công trình nhà anh Xe để xem là công trình đang thi công giai đoạn nào rồi nhé. Có mặt tại ngay phía trước của khu vực của nhà anh Xe. Và như quý vị có thể thấy là hiện tại là công trình chúng tôi đang thi công, đó chính là chúng tôi đang thi công tiến lên trên tầng 2 quý vị ha, phần tường bao tầng 2. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ triển khai đến cái phần mái của công trình này. Và với công trình của nhà anh Xe thì em cũng xin thông tin cho quý vị về kích thước luôn, đó chính là kích thước của công trình sẽ là 15,9m nhân cho 8,6m, tổng diện tích sử dụng cả hai tầng là 260m2. Còn về chiều cao thì sao? Chiều cao thì bây giờ thì chúng ta chưa thấy phần mái bên trên, nhưng mà sau khi mà chúng ta thi công xong phần mái đó quý vị, thì từ cos 0 lên đến đỉnh của mái sẽ là 10,33m, sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 đến sàn mái sẽ là 3,6m quý vị nhé. Và với công trình của nhà anh Xe thì em nói thật là em đánh giá khá là cao. Bởi vì sao? Bởi vì tuy là hiện tại là công trình nó cũng chỉ là mới tầm khoảng 50% thôi, nhưng mà em tin chắc rằng công trình này sau này sẽ công trình lý tưởng. Bởi vì hiện tại là công trình đang được xây dựng trên một cái mảnh đất, quý vị có thể thấy là những cái cảnh bay flycam là rất là rộng xung quanh quý vị. Cho nên là sau khi mà công trình chính chúng ta xong, gia chủ sẽ làm về phần rào nè, phần tường bao xung quanh, cũng như là chúng tôi sẽ lát gạch ha, đổ bê tông lát gạch cho cái phần sân nữa, thì chắc chắn là công trình sẽ cực kỳ là ấn tượng. Và em cũng đánh giá luôn là một những công trình gọi là nổi bật nhất ở trong cái khu vực này luôn quý vị nhé. Và với công trình này thì hiện tại bởi vì chúng ta chưa có sơn phết, cho nên là quý vị có lẽ là khó để mà chúng ta mường tượng. Thì quý vị ngắm qua ảnh vẽ 3D giúp An thì rõ ràng là đây sẽ là công trình mái Nhật 2 tầng với thiết kế hiện đại. Gam màu chủ đạo sẽ là những gam màu trắng nè, màu xanh nè, màu ghi nè, những gam màu rất là được chuộng hiện tại quý vị nhé. Còn với công trình này thì hiện tại quý vị thấy là ở đây chúng ta cũng chừa hai cái vị trí này, sau này sẽ là hai chiếc cột hiên của công trình ha, hai bên. Với hai chiếc cột này sau này thì chúng ta cũng sẽ đắp nổi nó dày hơn, cũng như là đây sẽ là khu vực tam cấp của công trình này quý vị. Với khu vực này thì chúng tôi sau này sẽ ốp granite để tạo cảm giác chắc chắn hơn. Còn hiện tại thì bởi vì chưa có thi công ha, cho nên chúng ta chỉ là một cái phần chúng ta làm tạm để chúng ta di chuyển lên thôi. Nhưng mà sau này ở đây sẽ là khu vực tam cấp rất là đẹp để mà chúng ta bước xuống cái phần sân. Còn tuy là hiện tại thì chúng tôi chưa có hoàn thiện 100%, nhưng nếu quý vị nhìn thì cũng thấy được rất là nhiều những cái ô cửa sổ, cửa đi của công trình. Đây chính là một cái đặc trưng của Mắt Hôn quý vị, lúc nào cũng rất là nhiều những lối cửa để thông thoáng. Và đó là tổng quan bên ngoài của công trình này. Bây giờ hãy cùng Nhật An tiến vào bên trong để xem cách phân chia không gian của ngôi nhà nhé. Và từ cửa chính đi vào chúng ta sẽ bắt gặp không gian phòng khách của công trình với diện tích là 28m2 quý vị nhé. Với khu vực phòng khách ở đây thì An thấy là rất là rộng luôn quý vị. Hiện tại thì nó còn hơi bừa bộn chút xíu, nhưng khi mà công trình hoàn thiện xong chúng tôi sẽ đặt một cái bộ ghế ở ngay vị trí này ha, đặt đối diện là một cái kệ tivi nữa là rất là đẹp luôn quý vị. Và hai bên này thì chúng tôi sẽ bố trí là hai cái ô cửa sổ nè, để chúng ta sẽ lấy gió vào. Và quả thật là khi mà An đứng ở đây quý vị, tuy là buổi chiều ha, nhưng mà gió thổi rất là mát luôn, cho nên là sau này cái không gian phòng khách này rất là lý tưởng. Ở trên trần thì hiện tại chúng tôi chưa có làm, nhưng mà sau này chúng tôi cũng sẽ thiết kế là trần giật cấp. Tức là sao? Tức là nó sẽ lõm vào bên trong một chút xíu. Đây là cái thiết kế rất quen thuộc của Mắt Hôn. Và thiết kế như vậy thì nó sẽ giúp là giữ lại được những cái vượng khí cho gia đình, cũng như là nó cũng sẽ đẹp hơn về mặt thẩm mỹ nhé. Và cạnh bên không gian phòng khách thì chúng ta sẽ tiến vào đây. Đây sẽ là không gian phòng ngủ của công trình với diện tích là 14m2 quý vị. Với không gian phòng ngủ này thì chúng tôi sẽ bố trí ở đây là một nè,
bên này là hai ô cửa sổ ha, để mà chúng ta sẽ lấy gió, lấy sinh khí vào. Và căn phòng ngủ này còn có một ưu điểm nữa, đó chính là đây. Ở đây chúng tôi sẽ có một cái không gian để chúng tôi sẽ thiết kế làm một cái nhà vệ sinh khép kín dành riêng cho chủ nhân căn phòng này ở vị trí này. Và hiện tại thì tuy là cái phần sàn chưa có được ốp lát, nhưng quý vị cũng thấy rất rõ luôn, đó chính là cái sàn nhà vệ sinh sẽ được thiết kế thấp hơn rất nhiều so với sàn nhà chính, để nước nó sẽ không tràn ngược bên trong. Đây chính là một cái thiết kế rất quen thuộc của Mắc Home, đúng không nào? Tiến ra phía sau thì chúng ta sẽ đến những không gian tiếp theo. Ở phía sau này ha, bước vào đây đi, thì chúng ta sẽ có một không gian người ta gọi là phòng ăn quý vị ha. Với khu vực phòng ăn này thì chúng tôi sẽ thiết kế là 12 mét vuông sẽ bố trí ở đây. Phòng ăn thì chắc chắn rồi, sau này chúng tôi sẽ đặt một cái bộ bàn ghế ăn, có thể là ngay vị trí này luôn ha. Và đặt ở đây thì em thấy hợp lý, bởi vì sao? Bởi vì ở đây chúng tôi sẽ có một cái ô cửa sổ nè. Cho nên là ví dụ chúng ta ăn uống đi, ta mở cửa sổ ra thì nó sẽ rất là mát ha, đón những cái luồng gió vào và ngồi quây quần với gia đình của mình dùng bữa là hết sảy luôn. Tiến ở phía bên này thì đây sẽ là phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này cũng có diện tích là 14m² luôn quý vị. Và căn phòng này thì chúng tôi cũng sẽ có ô cửa sổ đây nè, nhìn ra cái view rất là đẹp ha, nhìn thấy là cây cảnh là một đồng lúa chín ở ngoài kia, quá là đẹp đi. Rồi căn phòng này thì cũng giống như căn phòng trước, ở đây chúng tôi cũng sẽ bố trí có một cái nhà vệ sinh khép kín ở đây, cho nên là cả hai căn phòng đều tương đương với nhau và đều tiện nghi như nhau ha. Và từ đến giờ có lẽ nhiều quý vị thắc mắc, ủa sao thấy phòng ăn mà không thấy phòng bếp, thì đây chính là vị trí bếp của công trình ha. Với vị trí ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế, quý vị sẽ thấy là 16,5m², mỗi không gian cũng khá là rộng. Và bởi vì bàn ăn chúng ta đặt bên kia rồi, cho nên là trong bếp này thì chúng tôi chỉ đặt một cái kệ tủ bếp thôi. Quý vị có thể thiết kế kệ tủ bếp hình chữ L cũng được, chữ Y cũng được, nói chung là với không gian rộng rãi thế này thì thoải mái rồi. Và ở đây chúng tôi sẽ có một ổ cửa sổ nhỏ nè, thì ví dụ kệ tủ bếp ở đây chúng ta đặt một cái bồn rửa, vị trí này là hợp lý luôn quý vị. Chúng ta đứng đây rửa chén, rửa rau, rửa thịt chẳng hạn, thì có cái sinh khí ở đây cũng như có ánh sáng ở đây là một cái việc thiết kế tốt nhất nhé. Và với khu vực bếp ở đây thì có một điều đặc biệt, đó chính là chúng ta sẽ có đến hai lối cửa để chúng ta sẽ mở ra bên ngoài, cho nên là căn bếp rất là thoáng luôn quý vị. Đầu tiên đó chính là lối cửa này chúng tôi sẽ mở ra mặt bên của công trình của nhà anh xe ở vị trí này quý vị nhé. Và một lối nữa đó chính là ở đây, đây sẽ là lối cửa hậu của công trình. Và chúng tôi sẽ mở ra phía sau, có một khoảng sân ở phía sau cũng rất là rộng rãi luôn. Với cái lối cửa hậu này thì quý vị để ý nó sẽ được thiết kế lệch hoàn toàn so với cửa chính, không phạm vào quan thông môn xuyên đường sát hay phong thủy, cho nên đây là cách thiết kế rất hợp lý về mặt phong thủy luôn nhé. Và từ giờ em tin chắc là có một vị trí mà nhiều quý vị cũng thắc mắc, đó chính là chưa thấy nhà vệ sinh ở đâu hết. Thì đây em sẽ dẫn quý vị qua xem nhé. Ở đây chúng tôi sẽ bố trí khu vực này sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung để cho cả gia đình sử dụng, và sẽ được chia làm hai buồng, một buồng là tắm, một buồng là nhà vệ sinh ha, được bố trí riêng ở khu vực này luôn, cho nên là cũng rất là rộng và thoáng. Và đó là tổng quan từng một của công trình nhà xe. Bây giờ hãy cùng Nhật An tiến lên tầng 2 xem như thế nào nhé. Và hiện tại Nhật An đã có mặt tại tầng 2 của công trình nhà anh xe. Và như quý vị có thể thấy là bao xung quanh An là toàn là những cái dàn giáo sắt thôi quý vị. Bởi vì hiện tại thì công trình tầng 2 đang trong quá trình chúng tôi đang triển khai thi công ha. Và sắp tới chúng tôi triển khai đi phần mái, cho nên là hiện tại phải để rất là nhiều dàn giáo sắt như vậy. Và đó là lý do mà An không thể di chuyển nhiều được, cho nên quý vị thông cảm giúp An nhé. An sẽ đứng đây và An sẽ giới thiệu những không gian của tầng 2 cho quý vị. Nếu mà chúng ta nhìn ra không gian ngay phía trước này nè quý vị ơi, thì ở đây chúng tôi sẽ bố trí là một không gian phòng thờ với diện tích là 14,4m². Với không gian đó thì nó cũng rất là thoáng. Bởi vì sao? Bởi phía trước thì chúng tôi sẽ có nguyên một cái ban công, cho nên là chúng ta mở cửa ra cái ban công ở ngoài rất thoáng luôn. Còn vị trí ăn đứng ở đây thì sau này sẽ là không gian phòng sinh hoạt chung với diện tích là 12m² quý vị. Và với khu vực phòng sinh hoạt chung này thì cũng rộng và thoáng, bởi vì ở đây chúng tôi cũng sẽ có một cái lối cửa sổ ở đây nè, để mà chúng tôi sẽ lấy sinh khí vào nhé. Còn nguyên một cái dãy tiếp tới bên kia luôn, thì chúng tôi sẽ bố trí quý vị ơi, đó chính là những không gian phòng ngủ. Tầng 2 sẽ đến 4 phòng ngủ nhé. Một phòng ngủ là 14m², một phòng ngủ là 10m² và hai phòng ngủ 12m². Chúng ta sẽ bố trí lần lượt ở cái dãy bên kia. Và phòng ngủ nào thì cũng đều có cửa sổ hết. Đặc biệt có những phòng ngủ chúng tôi sẽ bố trí thêm có cái ban công nữa, cho nên là phải nói là cũng rất là mát mẻ luôn. Với công trình của nhà anh xe thì phải nói là mọi khu vực nó đều có những cái ô cửa sổ để mà thoáng hết, cho nên là vào bên trong công trình là quý vị thấy rất là thoáng mát luôn nhé. Còn ở phía này
đây sẽ là không gian mà chúng tôi sẽ chừa, nó sẽ hơi thấp xuống và sẽ có những ống nước nữa. Thì quý vị có đoán được đây là không gian gì không ạ? Chắc chắn rồi, đây sẽ là không gian nhà vệ sinh cũng như là nhà tắm ha, của gia đình của nhà anh Xe. Và chúng tôi sẽ bố trí ở khu vực này. Nó cũng thiết kế đồng trục với khu vực nhà vệ sinh ở bên dưới, cho nên là những cái đường ống nước hay thế nào đó chúng tôi cũng đã tính toán ngay từ trước rồi. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta đến thăm công trình nhà anh Xe thì công trình chỉ mới hoàn thiện tầm 50% thôi. Hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa để xem là công trình sẽ lột xác như thế nào nhé. Dẫn quý vị chúng ta đến thăm công trình của nhà anh Ngô Văn Xe ở Long An, và anh tin chắc rằng cũng sẽ có nhiều quý vị yêu thích cái mẫu nhà mái Nhật 2 tầng quốc dân này. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì cần ngại liên hệ ngay Mắc Ngô qua số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo, và kính chúc quý vị một năm mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều may mắn trong cuộc sống nhé.